Ngọc thơ Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quản lý cấp cao nghỉ việc ngày tàn của VinFast đang đến. AFA tiếng Việt ngày 17 tháng 3 loan tin ba quản lý cấp cao của VinFast nghỉ việc vì những lý do khác nhau. Sự kiện này dường như đang tiếp tục xác nhận rằng VinFast thực sự đang rất bế tắc và vô vọng như cách cư dân mạng vẫn đang đồn đoán lâu nay. Cụ thể AFA cho biết Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 17 tháng 3 ra thông báo cho biết ba lãnh đạo cấp cao phụ trách bán hàng, marketing và phục vụ khách hàng vừa nghỉ việc, hình ảnh bài trên AFA. Reuters dẫn thông báo của VinFast cho biết, ông Gareth Damsmore, Phó giám đốc phụ trách bán hàng và marketing toàn cầu của hãng đã nghỉ việc vì lý do cá nhân và hãng tôn trọng quyết định này hai lãnh đạo khác ở thị trường Mỹ là ông Greg Sebot, trưởng ban marketing và ông Craig Westbrook, trưởng ban phục vụ khách hàng. Cả hai người này đều nghĩ vì những thay đổi trong mô hình quản lý và các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Theo AFA, thông tin về ba quản lý cấp cao của VinFast nghỉ việc xuất hiện vào lúc VinFast đang trong giai đoạn bắt đầu thâm nhập thị trường Bắc Mỹ. AFA nhận xét, VinFast hiện đang đối mặt với những thách thức không nhỏ tại thị trường Mỹ. Thì hãng xe điện nổi tiếng đã có mặt nhiều năm ở Mỹ là Tesla liên tục cắt giảm giá xe của mình trong thời gian qua. Trong khi đó, các hãng xe điện mới khác ở Mỹ như Lucid, Rivian và Nikola cũng đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng thấp, lãi suất cao và sự cạnh tranh khốc liệt. Hình ảnh lễ xuất khẩu xe VF8 hoành tráng của VinFast AFA cũng nhắc lại việc vào hồi tháng 2 vừa qua, VinFast tuyên bố hợp nhất hoạt động của hãng tại Canada và Mỹ, đồng thời cắt giảm khoảng 80 người, trong đó có phụ trách tài chính thị trường Mỹ là ông Rodney Hedges. Hồi tháng 6 năm ngoái, VinFast cũng chấm dứt hợp đồng với một phụ trách bán hàng toàn cầu khác là Emmanuel Brecht, và ba lãnh đạo cao cấp khác của hãng cũng đã rời đi trong thời gian này huy chiêu một cựu kỹ sư tại General Motors và gia nhập VinFast vào tháng 11 năm 2021, phụ trách mảng phát triển sản phẩm xe điện, cũng xin nghỉ việc vào tháng 12 năm ngoái trước khi các xe điện đầu tiên của hãng đến Mỹ. Từ giữa năm 2022, dường như VinFast và cả công ty mẹ tập đoàn Vingroup đã gặp rất nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản Việt Nam đóng băng. Họa vô đơn chí, Cùng một lúc, hàng hóa của Vin không những không bán được mà còn bị khách hàng phản đối ở khắp nơi. Những khách hàng của Vinburn từ Đà Nẵng và Nha Trang đã lặn lội ra tận Hà Nội để phản đối việc tập đoàn này không trả sổ hồng nhà cho họ. Những khách hàng ở Phú Quốc thì tập trung biểu tình phản đối Vin, tận thu các khoản vô lý chặn đường đi vào nhà của họ. Hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup vinfast thì chi tiền khủng để quảng cáo rầm rộ nhưng lại phản tác dụng càng quảng cáo thì lại càng bị tố gian trá từ việc chất lượng xe quá tệ không đúng với quảng cáo đến việc hối lộ cho phóng viên mỹ thật thảm hại dù vin đã cố gắng khơi gợi lòng yêu nước để thu hút khách hàng nhưng với thực tế những tình huống nguy hiểm và bực bội mà xe vinfast mang lại thì cũng không thể che giấu được sự xảo trá của vin có lẽ đầu tư vào ô tô là sai lầm lớn nhất của ông vượng vì lỗi kỹ thuật nó hiển hiện quá rõ ràng không có cách gì để che giấu đặc biệt là với một thị trường vừa khó tính vừa tự do như thị trường mỹ thì ông vượng đã nhanh chóng trở thành hoàng đế cởi trù trong khi đó đầu tư vào bất động sản qua hệ thống vinhomes vinburn và giáo dục qua hệ thống vinschool vin cũng từng có tai tiếng từ lâu về chất lượng công trình và các khoản thu bất hợp lý nhưng vin đều có thể dễ dàng bưng bít hết thông tin rò rỉ ra ngoài rất ít những người từng phản đối Vin đã bị đối xử rất thô bạo và bị buộc phải im lặng. Vì những lý do nào đó mà Vin được chính quyền Việt Nam ưu ái và nuôi dưỡng, nhưng khi ra biển lớn, Vin dễ dàng bị sóng thần vùi dập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d Chấm với bản tin quản lý cấp cao nghỉ việc, ngày tàn của VinFast đang đến. Ngọc Thơ Thời Báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt đem theo thói quen tiểu nông vào nghề neo ở Mỹ. Ngày 14 tháng 3, BBC tiếng Việt đăng bài Người Việt tại Hoa Kỳ, nghề neo đem lại thu nhập nhưng nuôi dưỡng văn hóa tiểu nông. Của tác giả Võ Ngọc Ánh, một người Mỹ gốc Việt sống tại tiểu bang Washington. Tác giả cho biết, nhiều người quen của ông khi ở Việt Nam có thể là kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh, nông dân, nhưng lúc qua Mỹ đều có thể làm neo vì đây là nghề mưu sinh nơi đất khách xem ra thích hợp với người việt bởi sự tỉ mỉ khéo léo và tính nghệ thuật không đòi hỏi quá cao và cả không cần phải biết tiếng anh hình ảnh bài trên bbc theo tác giả phở là món ăn nổi tiếng nhất của người việt ở mỹ còn nghề phổ biến nhất của cộng đồng gốc Việt tại Mỹ thì đó là nghề làm nail. Tiệm nail có mặt ở hầu hết các khu buôn bán trung tâm thương mại ở Mỹ. Tác giả dẫn thống kê của một hội nghề làm tóc và thẩm mỹ của tiểu bang California thì có 80% thợ nail và thợ thẩm mỹ được cấp phép trong tiểu bang là người gốc Việt. Trong tất cả các thợ nail có gốc gác nhập cư ở Mỹ, người Việt chiếm 74%. Tác giả nhận xét Người từ Việt Nam mới qua Mỹ dễ dàng bắt đầu công việc mới với nghề làm nail. Họ có thể chọn cách học trong vòng 3 tới 6 tháng rồi làm, hoặc chỉ ghi danh lấy giờ và họ đi làm rèn luyện tay nghề tại tiệm nail. Cách thứ hai này không đúng luật cho cả trường dạy và chủ tiệm nail. Dù vậy, tại các thành phố có sự dễ dãi, các trường dạy neo chấp nhận điều này để có học viên và tiệm nail có người làm. Học phí để có được bằng nail không quá cao chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ. Tác giả cũng cho biết nhiều bạn trẻ gốc Việt ngày thường thì đi học nhưng cuối tuần hay dịp hè họ gắn với nghề nail. Đây là cách mà các bạn trẻ này có thêm thu nhập bằng nghề tạm thời tốt hơn so với nhiều công việc khác. Có không ít người đã ra trường đi làm với công việc đúng chuyên môn cuối tuần ngày nghỉ họ vẫn gắn với việc đi làm nail để có thêm thu nhập không ít bạn trẻ từ việt nam sang mỹ du học nhưng trên thực tế thời gian tại tiệm nail của họ nhiều hơn ở trường các bạn này thường ở lại hợp pháp bằng cách kết hôn với người cư trú hợp pháp tại mỹ và thường sau đó họ không bao giờ tốt nghiệp được trường đại học nào tại mỹ hình ảnh một tiệm nail của người việt tại mỹ nghề nail không phải trả lương cao nhưng nhờ có tiền thiếp tiền bo nên tổng thu nhập trong ngày không thấp, có thể nói là đồng lương hậu hĩnh. Tác giả phân tích, do trong tiệm neo, thợ vừa làm vừa nói chuyện, các thối tiểu nông từ Việt Nam mang qua được thể hiện rất rõ. Chuyện vợ chồng nhà người ta, chuyện ai đó bị tai nạn, chuyện con cái nhà ai không ngoan, chuyện nhà ai bị trộm, chuyện nào cũng dễ dàng được kể đi kể lại, bàn tán bình phẩm với nhau. Nói một cách khác theo tác giả, các tiệm neo giữ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ dù sống trong khu vực vài thành phố cạnh nhau mà vẫn có tính thông tin như một làng quê truyền thống của người Việt. Tính lắm điều nhiều chuyện trong các tiệm neo như không gian để người Việt gần gũi với thói quen không khác ở quê nhà. Tuy nhiên tác giả cũng cho biết không phải người phụ nữ Việt nào cũng thích điều này. Ngày này cũng tạo ra thói quen kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, chia phe, chia bè nên nhiều người không thích nghi được sẽ khó tồn tại lâu trong nghề này và sẽ phải đổi công việc khác dù thu nhập ít hơn. Một mặt trái nữa được tác giả kể đến là không ít tiệm nail của người Việt cũng là nơi thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Sự phân biệt không giấu giếm trong người Việt về màu da nào cho tiền tip cao hơn, phân biệt chủng tộc công khai trên không gian mạng với tiếng Việt khi giới thiệu tiệm ở khu Mỹ trắng thay vì nói tiệm ở khu sang để tuyển thợ cũng may cho họ dân mỹ chẳng có mấy người biết tiếng việt và con số không nhỏ người việt vẫn tiếp tục sang hoa kỳ góp phần thêm đông đảo vào lực lượng làm neo duy trì nuôi dưỡng tiếp những định kiến thói quen phát ngôn suy nghĩ hành xử từ quê nhà đem sang quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin người việt đem thói quen tiểu nông vào nghề neo ở mỹ Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm